cũng muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình, cũng một việc không thể sánh bằng cô Việt Nam, tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Nay 13 tháng 6 hả? Ồ, 13 tháng 6 chứ không phải thứ 6 ngày 13. Nghe sợ quá, sợ quá, sợ quá. Nè, tôi cắt khung trái cho anh em đọc. Tôi cắt khung trái cho anh em, tôi cắt cái cam cho anh em đọc. Anh em đọc được chưa? Thằng này nó chấn động. Chấn động thằng này. Gì quý vị? Thôi nó rừ à. Chơi chóc hai lên nguyệt đao quá đấy, cái siêu đốt quá ha. Đứng co bờ.
Sa cô, sa cô, sa thì cô. Ồ, cái bảng này nó kẹt ghê được chứ. Làm gì tao? Ổn ổn cho mày chết luôn nè. Không đó, đánh gì không đó. Đồ canh mất ba đòn. Kỳ lân kỵ sĩ có mặt 22 mạng, có mặt 22 mạng, đúng là tôi hả, 9-13 nó 3-19, quá đẹp. Hai anh em tôi kỵ sĩ nhân mã và cá đuối hấp xả. GG. Thì anh em có cái nhìn nhận về con tướng mới đó, anh em cứ hả tự nhìn nhận con tướng đó làm sao nha. Ngày có chinh lúc không chim nha Trần Hiếu. Chứ bây giờ hả, một quan điểm cá nhân mọi người khác nhau, tôi thì tôi thấy con tướng này mạnh đó, nó không có tù. Nó tù hay không á là do bản thân mình chơi thôi. Level 6 trở đi á, cái R của nó có thể xuyên tường mà. Level 6 trở đi nó có thể xuyên tường mà, nên là hả nó rất là ok like nha. Khoảng tầm khoảng 1-2 tuần gì đó tụi nó quen tay rồi, tụi nó chơi mới ghê. Con này đầu trận thọt hơi căng á, ngày đầu trận bị nó vô nó chơi ngay cho ngày trong lưu đó, ngày mất 2 bãi luôn á, vừa mất lưu mà vừa mất flash. Rồi ngày comeback lại thôi, nó tù ở cái tạo hình, của nó nhìn nó dơ quá hiểu không, nhìn nó kiểu nó dơ á, nhìn nó bẩn thỉu á. Nó hơi bẩn chút xíu, nó hơi bẩn mà nó hơi bựa đó, nên người ta gọi nó là bẩn bựa đó. Không, con tướng này theo tôi thấy là nó không có yếu đầu trận nha. Level 3 tôi thấy bây giờ nó không có thua ai luôn á. Level 3 nó thua ai? Nó đâu có thua đâu. Tôi đang suy nghĩ con nào level 3 hơn đó. Chắc có mỗi con ra mết quá. Tại mấy con đam á, ba vô quýnh lộn á, hai con mà ba vô quýnh lộn á thì nó cũng không sợ. Tại vì nó tích cái chinh phục rất là nhanh. Và nó dùng cái e của nó hồi máu lại được. Và cái e của nó giảm 70% sát thương nữa.